Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang triển khai dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên kinh doanh các sản phẩm Đông Nam Dược Lãn Ông. Tuyến phố này được đánh giá là nơi có mật độ dân số cao, trong một số nhà có nhiều hộ cùng cư trú. Sự đa dạng về truyền thống, văn hóa, lịch sử đã tạo nên cảnh quan kiến trúc hấp dẫn với nhiều loại kiến trúc. Tuy vậy, trong một thời gian dài không có sự kiểm soát trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, nhiều công trình mới mọc lên ở phố Lạn Ông, lấn át các công trình có giá trị, phá vỡ cảnh quan chung của cả tuyến phố. Các phần cơi nới ở ban công, trên mái, không gian trong nhà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của kết cấu và thẩm mỹ tuyến phố. Dự án được triển khai bắt đầu từ phố Chả Cá đến phố Thuốc Bắc với chiều dài 120m gồm 42 biển số nhà.